Sau gần một tháng triển khai công văn số 200 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, đến nay công tác hỗ trợ gạo cho những đối tượng gặp khó khăn do tác động của dịch COVID-19 đã được các quận huyện cơ bản hoàn thành. Những suất gạo nghĩa tình được trao tận tay cho bà con hộ nghèo là giúp đỡ kịp thời và cần thiết trong thời điểm hiện nay. Ngay khi có văn bản của Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 7 quận huyện phối hợp với chính quyền địa phương, chỉ đạo hướng dẫn mặt trận phường xã, ban công tác mặt trận khu dân cư, rà soát, lập danh sách người dân trên địa bàn gặp khó khăn trong dịch bệnh COVID-19, tổng hợp danh sách và lập tờ trình gửi về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để hỗ trợ đảm bảo mỗi nhân khẩu trong hộ được nhận đủ 10 kg gạo trên một tháng. Đối với lại cái nhu yếu phẩm mà hỗ trợ cho người dân thì chúng tôi cũng đã điều chuyển về cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận huyện, các địa phương thống kê rà soát toàn bộ các hộ khó khăn trên địa bàn thành phố để mà có cái kế hoạch hỗ trợ gạo cho những người này. Không để người dân phải chờ đợi, ngay sau khi 100 tấn gạo được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chuyển giao cho mặt trận 7 quận huyện, các địa phương nhanh chóng tiến hành thông báo cho người dân đến nhận gạo hỗ trợ theo từng đợt để tránh tình trạng tập trung đông người, đảm bảo giãn cách an toàn. Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo cũng như hộ khó khăn thì phát theo nhân khẩu, thì mỗi nhân khẩu là 10 kg gạo hoặc là 150.000 đồng. Đối với đối tượng như là xe thồ, xích lô, bán hàng rong, ve chai, khuyết tật, rồi các em sinh viên và công nhân đang thuê trọ trên địa bàn phường thì những cái đối tượng đó thì mỗi đối tượng như vậy thì 10 kg gạo hoặc là 150.000 đồng. Những suất gạo hỗ trợ kịp thời như thế này không chỉ là sự giúp đỡ thiết thực về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần giúp mỗi người vượt qua khó khăn trong đại dịch. Có phần quà của nhà nước hỗ trợ là gia đình tôi rất cảm ơn và rất phấn khởi vì giúp đỡ cho gia đình tôi được có ngày hơn bữa, chứ còn dịch tròn cá không đi làm được. Thì cũng rất cảm ơn chính quyền và thành phố. Trường hợp mà nói chung bất khả kháng thì mình cũng không thể làm được cái gì, nhưng mà nhà nước quan tâm như này là rất là cảm ơn. Cái tình rất là mừng, rất cảm ơn. Với phương châm đảm bảo an sinh trong mùa dịch, thời gian qua cùng với việc hỗ trợ gạo, thành phố cũng đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ khác hướng đến các đối tượng yếu thế. Sự chung tay góp sức của cộng đồng xã hội thêm lan tỏa tình người ấm áp giữa mùa dịch.